Đây, cái chiếc Isuzu này là chuẩn bị giao về Đồng Tháp rồi nha mọi người. Đây, bên bộ phận kỹ thuật đang gắn cái mùi nước gió cho nó. Gắn mùi nước gió. Cái chiếc Isuzu này gắn cái mùi nước gió vô là nhìn nó ngầu lắm nha. Đó, nhìn thấy không? Ngầu không? Dã man luôn. Cái con này là hiện tại là nó đang là hàng hiếm nha. Nhiều bác tài người ta chạy xong rồi người ta rất là ưng ý, thấy không? Đang lùng sục mua nó. Đời 2017 Euro 2 luôn. Thằng này nó là ga cơ nha. Ga cơ. Nó phun dầu cơ cho nên là rất là trâu bò, khó hư ha, mà lỡ có hư đi nữa thì cũng dễ sửa. Nó không giống như là chỉnh ga điện, không giống như khuôn dầu điện, cho nên là nhiều bác tài người ta chịu cái này. Hai tấn ha, con này là 2 tấn luôn. Khách hàng ở Đồng Tháp rất là nhanh tay nhanh chân. Rồi gắn cái mùi nước gió vô nhìn nó đẹp. Hiện nay thì chỗ công ty của Niệm đó là đang sở hữu những cái chiếc Isuzu như thế này còn rất là ít nha, cho nên là bạn nào mà thích nó thì phải nhanh tay nhấc điện thoại lên gọi cho Niệm là số 0938845720 để chuẩn bị đi bàn giao, đi đăng ký lấy biển số rồi đi bàn giao về Đồng Tháp nha mọi người. Xin chào mọi người nha. Thì hiện tại là Niềm là chuyên viên kinh doanh bán hàng và kim luôn tài xế đi giao xe. Cái chiếc xe Isuzu thế hệ 2017 Euro 2 này là chuẩn bị giao về Cao Lãnh Đồng Tháp. Cho nên là Niềm rất là vui nếu như mà Niềm lần này đi giao xe về Đồng Tháp mà được gặp gỡ giao lưu với anh em tài xế ở Cao Lãnh Đồng Tháp, thì Niềm có thể là mời anh em tài xế giao lưu để trao đổi chia sẻ nhiều hơn nữa. Và xin chào các anh em tài xế ở Cao Lãnh Đồng Tháp. Xin hẹn gặp lại các bạn.